Vừa qua, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh Vinacomin đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2024. Trong chương trình, diễn giả Thạc sĩ Đinh Thái Sơn, Giám đốc Công ty Stellomen đã trao đổi nói chuyện chuyên đề Hạnh phúc gia đình, yên bình công việc. Trong đó khẳng định gia đình là bệ phóng, bến đỗ đối với mỗi người Việt Nam, là nơi nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước. Diễn giả nhấn mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Qua trao đổi, giao lưu, chương trình đã chia sẻ bí quyết giữ lửa, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, tiến bộ và bình đẳng, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh Vinacomin đã vinh danh và khen thưởng 130 gia đình cán bộ, công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc của công ty.